Bộ Giáo dục Đào tạo vừa chốt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 gồm 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn thí sinh được lựa chọn. Năm 2025 là năm đầu tiên lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể là thí sinh sẽ thi bắt buộc môn ngữ văn, toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình mới. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030 sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.